Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai xe cực kỳ hot hiện nay. Đó là dòng N250SL thùng dài 4.4 và một cái dòng xe N250 thùng kín này, một thùng đông lạnh. Thì mình ưu tiên làm con xe này trước nha. Con xe này chuẩn bị giao rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xe này nha. Sau đây mình các bạn sẽ cùng nhau tham khảo cái thùng của Ô Tô Quyền này, một cái thùng nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Thì chúng ta khi đóng thùng này lên ấy, thì chúng ta còn cái kích thước lọt lòng, những thông số sau là thùng còn lọt lòng là 3m42 này, chiều ngang là nó còn 1m65 và cao là 1m59. Thì mình sẽ lên cái thùng xe để các bạn cùng xem thực tế chiều cao nhá. Mình cao 1m65 này, thấy chưa, mình đứng đã bị đụng đầu rồi, là cái thùng này còn 1m59 thôi. Và cái vách này của chúng ta, đây là vách composite nhập khẩu. Vách composite nhập khẩu này, ở trong thì có đổ foam. Chiều dày của cái này là 6.5cm. Đó, chiều cao, chiều dày hai bên này, với vách trước là dày là 6.5. Còn ở trên trần và sàn là 8.5. Và sàn chúng ta là sàn bằng inox 304 nha các bạn, dập sóng. Sóng này là sóng vuông nữa. Đây, cái sàn của xe là sàn inox 304 dập sóng này. Và cái sóng này là sóng vuông, các bạn thấy. Mình thấy cái sóng của Ô Tô Quyền này thì nó khác một số hãng khác, và dập có cảm giác nó cứng hơn rất là nhiều. Các bạn thấy, nếu mà các bạn ai đã xài thùng Ô Tô Quyền sẽ thấy là những cái đường mà người ta hàn này các bạn là cực kỳ đẹp nha. Các mối hàn rất đẹp, hàn vẩy cá này, đây vẩy cá, các lỗ thoát nước vậy, thực sự là làm cực kỳ chi tiết. Không phải bỗng nhiên mà cái thùng Quyền nó lại mắc như vậy, nó cũng phải có cái chất lượng nhất định thì mới khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam. Cũng như là thùng Ô Tô Quyền, các bạn biết là đã nhập khẩu ra, xuất khẩu ra thế giới rồi. Và cái thùng xe này thì chúng ta có một cái máy lạnh là tới âm 18 độ Thiermaster, cái máy lạnh này thì cái máy lạnh này với một cái không gian nhỏ như vậy làm lạnh rất là nhanh các bạn, mình đã thử test rồi. Đó, bên trái chúng ta có một cái cửa lấy hàng này. Nói chung là trong thùng xe cảm giác là cực kỳ chắc chắn các bạn. Trên trần xe chúng ta có một cái đèn led nhá. Trên trần xe đèn led này. Để xem còn gì nữa. Sàn inox 304, các ốp góc cạnh thì bằng nhôm hết. Ốp cạnh bằng nhôm và người ta chét cái silicone này, cũng chét thôi là thấy cũng đẹp rồi. Thật sự là cái tay nghề của bên này làm quá cao đi. Bên trong bên ngoài là làm được cực kỳ rõ nét. Đấy. Sàn inox 304 kết hợp với độ form như vậy thì khỏi phải bàn. Người ta còn tinh tế là để ở đây thêm một cái còi báo khẩn cấp nữa. Bạn nào có lỡ vô đây chơi mà quên đường ra thì các bạn bấm, nhớ bấm ở đây. Đó, kêu tinh tít tít như vậy để anh em bên ngoài biết mà còn vô cứu nha. Chứ âm 18 độ mà mặc quần áo bình thường thì chắc chỉ có đi thôi. Rồi mình sẽ xuống xe để xem một vòng quanh cái thùng Quyền này các bạn xem nha. Đây, tất cả inox 304 hết. Các đệm cao su này, bát bằng gang này. Những cái ron này thì ron 4 lớp nha. Giữ nhiệt cực kỳ tốt. Thì chúng ta thấy này. Ở đây chúng ta có thùng xe với những cái góc cạnh được bo bằng inox bên phải và bên trái. Thì tất cả đều bo inox hết. Chúng ta có một cái hệ thống máy lạnh là Thermoking này, một trong những nhà máy lạnh ở thùng xe phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Chúng ta có những cạnh trên bằng ốp bằng nhôm, cạnh và góc ốp bằng nhôm nhé các bạn. Chúng ta có thêm những cái cảm ở dưới là ốp bằng inox 304 và những cái đầu của cái cảm đấy thì làm được bằng ốp bằng composite hết. Chúng ta thấy những cái đường mà
đường keo á, đường keo của cái xe thôi cũng đã tạo nên sự khác biệt rất là lớn rồi. Chúng ta có cái đường keo nó chạy thẳng, nó không hề là nó bị lem ra ngoài nha các bạn. Các bạn có thể để ý này, nó đường keo giữa cái nhôm và cái composite này là nó thẳng, nó không hề bị tràn ra ngoài.